Hello, xin chào mừng ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sanna TV cái nhà. Thì cái nhà thì hôm nay mình tiếp tục trở lại miếu của ông già. Thì ở tập trước cái nhà mình xem đã thấy rồi là cái ông già này trước đó là ông bị trời đánh. Thì hiện tại bây giờ linh lực của ông rất là yếu và thiên ma đang chi tìm ông ta để bắt ông ta ăn thịt đó cả nhà. Thì ở tập trước mình cũng có giao tiếp với ông ta rằng là sẽ đến đây giúp đỡ ông ta, là cúng cho ông ta 3 hôm để chúng ta hồi linh lực lại để mình giúp cho thoát cả nhà. Thì ông ta cũng đã đồng ý đó. Thì hôm nay trở lại thì cũng chủ yếu là để cúng cho ông quỷ đầu đen này thôi. Và hôm nay chắc có lẽ mình sẽ cố gắng hỏi về thân thế của ông ta. Thứ nhất, thứ hai là cái chết của ông ta là lý do thế nào, bị bệnh tật, bị tai nạn, bị cái gì đó không biết. Nó thì những cái điều đó mình cần hỏi tên tuổi của ông ta. Và đặc biệt một điều như thế này là ở tập hôm qua cả nhà mình xem thì ông ta đã rất yếu. Và qua một đêm rồi thì mình không biết là ông ta có ổn hay không, hay hoặc là thiên ma với vị chúa nó bắt rồi. Thì ở kênh Sanma Vlog á, mình vừa đem cái bàn thờ qua bên ngôi nhà để dựng nên một cái bàn thờ giúp vong, thì thả Thí An ra để cho Thí An hưởng linh lực cái nhà, hưởng khối để lấy linh lực cho nó khỏe đó. Thì quỷ chúa lại xuất hiện giữa ban ngày vào lúc 12 giờ trưa đó cái nhà đó. Thì mình thấy hiện tại bây giờ hình như là con quỷ chúa này nó đang cố tình nhắm vào mình, chứ nó không còn nhắm vào Thí An nữa. Mà mình không biết là đây là một cái chiêu trò gì của cái đám tụi nó. Biết đâu là nó rã vờ như là nó nhắm vào mình để mình sơ hở với Thí An, là không để ý Thí An nhiều quá, thì nó sẽ lựa thời cơ và nó bắt Thí An đó. Thì trong cái thời gian này là mình phải, thứ nhất là phải đảm bảo an toàn cho mình, thứ hai nữa là mình phải thật là chú ý Thí An. Và Thí An hiện tại bây giờ là để trong ngôi nhà rồi, thì Thí An được mình phong ấn lại ở dưới cái chân tủ cả nhà. Và mình kêu Thí An để hiện hình, cứ ẩn thân như thế, khi nào mà đến hiện hình ra như vậy thì cái khả năng thiên ma với quỷ chúa có đến nữa chăng nữa thì cũng không sao đó. Và đặc biệt cho dù mà thiên ma với quý chú có bắt được Thí An cho nữa thì mình đảm bảo rằng cái nhà mình thì cũng không có làm gì được cả. Tại vì cái lá bùa mình vẽ lên lưng của Thí An á, lá bùa đó nó thuộc của mình. Vì điều đó nên mình đã bị suy yếu cả nhà. Mình bây giờ chỉ còn một cái phương pháp là chống lại những quỷ dữ là mình ngồi thiền thôi. Còn cơ thể mình nếu bây giờ mà không khơ khơ bị bắt được là mình sẽ tiêu đời nó. Thì cô chú anh chị ơi, thì bây giờ mình cũng sẽ đi vào bên trong miếu xem thử ông già nó còn hay không, hoặc là ông đi bị thiên ma quỷ chú bắt rồi. Và hôm nay thì nếu mà còn ông ta thì mình sẽ hỏi về lai lịch của ông ta ha. Thứ nhất, thứ hai nữa mình sẽ cúng kiến cho ông ta hưởng để lấy lại cái linh lực của ông ta đã mất do bị cho đánh á. Thì mình sẽ giúp cho ông ta siêu thoát thì ok. Thì giờ xin mời ông bà cô chú anh chị các bạn đã xem video, cùng Tú đi vào trong miếu và xem thử hôm nay mình sẽ gặp ông ta như thế nào nha. Thưa các chú anh chị ơi, thì bây giờ mình sẽ di chuyển ra bên ngoài. Bữa nay mới cái rề máy là thấy ngồi đó đợi hay vậy? Mà ông đợi tôi hay vậy? Hả? Phải không? Quýnh ông nữa hả? Chị dắt dò cổ luôn hay gì? Rồi có bị nó bắt hay không? Ông có bị nó bắt được không? Bắt được, người ta chạy được. Bắt được còn cho được hay là mai đó. Hồi sáng này nó có đến cái nhà tôi giúp vong nè. Nó đến rồi giết tôi không?
Tại bây giờ linh lực ông không đủ, chứ lực đủ rồi tôi giúp tôi thoát cho rồi vậy chứ, cho ông khỏe rồi chứ giờ để ông đây hoài nguy hiểm quá, không biết là bất cứ khi nào là thiên ma đến bắt ông á. Không thánh đang lên kế hoạch để giết ngươi, Cái gì? đang lên kế hoạch để giết ngươi. À, tội nó đang lên kế hoạch nó giết tôi hả? Thì tôi đã dự định rồi mà. Tôi biết thế nào là nó cũng sẽ diệt tôi trước, tại vì tôi là cây gai của nó. Mục tiêu của nó bây giờ là không còn là Thí An nữa mà quay lại tôi rồi. Thì không sao, vấn đề tôi đã từ đầu tôi đã chấp nhận rồi. Nói chung á, thì hôm nay tôi trở lại tôi muốn cúng kiến cho ông để có thể hưởng nhang khói ăn trái cây nào cho ông lấy linh lực đó. Nhưng mà biết đâu là xui rủi gì đó thì tôi trước khi mà có vấn đề gì xảy ra thì tôi muốn biết về thông tin gì ông chút xíu được không? Bây giờ thứ nhất nè là ông cho tôi biết là tên họ ông là gì? Tên Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Tùng hả? À, bao nhiêu tuổi rồi? 60 tuổi. 60 tuổi. À, ông bị gì chết? Bị trời đánh lăn ra đồng quýnh đánh luôn. Cái gì vậy? Hôm trước bị gì đánh rồi mà. Ủa vậy là ông bị cái chết của ông là do trời đánh hả? Đánh lên mặt còn lùi nữa hả? Trời Phật ơi. Đang đi ngoài đồng Đang đi ngoài đồng đồng bị đánh trời đánh luôn. Đúng là cái số này đúng trời đánh thiệt chứ. Hôm đó bị trời đánh nữa. Thôi rồi đây. Bây giờ hỏi hôm nó đến đây bắt ông là có thiên ma hay không, hay là chỉ quỷ chúa không, hay là thế nào? có hai con luôn, Hai con luôn, chứ một hai lính nữa. hai thằng lính với thiên ma quỷ chúa. Vậy hồi tối không núp đâu à? Nó cũng yếu, Như vậy nó cũng yếu, nó miếng ông già cho ông vô sao? cho Ờ, thế chắc quá yếu à. thế ông đang tội nghiệp ông giúp ông á, chứ bình thường miếu đâu có vô được đâu. Ông thấy cái lá bùa ấn ở trên chú miếu không? Ừ. Phải chi mà ông nghe lời tôi là đâu ngày hôm nay. Bây giờ đưa ông đi đi không được mà giờ sao giờ đây, hay là hút ông vô bình để giữ ông đó? Không chịu luôn hả? Thà bị thiên ma ăn chứ không chịu đi tiêu bệnh ha. Sao? Để thiên ma ăn chứ không chịu đi tiêu bệnh hay gì? Bây giờ hôm qua ông qua nhà tôi trốn đi. Ủa, quên, hôm qua ông nói tôi là ông thấy hai chồng khứa kia bên nhà tôi đánh hả? Bây giờ ông không còn chỗ nào dung thân đâu trời. Bây giờ ông chui thùng rác được không? Chui thùng rác. Cái chỗ đó thúi thiệt mà, không biết là ông núp đó đâu dám kiếm đâu. Đó là ma quỷ mà kiếm không được sao không được. Ông nói cũng đúng ha. Hay kìa, ông vô con miếu nhỏ nữa ông trốn được không? Thấy ai giữ tôi không? Cái gì? Thấy ai đang giữ mày đó không? Mày vô Thần tài thổ địa. giống đó. Bây giờ chỗ này ông còn ông nghĩ chỗ này còn chỗ nào đâu ông trốn. Về nhà của ngươi mà thằng nghe nó cũng sợ thôi, ở đây luôn. Nhà của tôi giờ còn hơn là cái nhà của thiên ma đó. Bà mẹ nó lần nào đến nó cũng xuất hiện chứ á. Thiên ma quỷ chúa, ba hồi con này ba hồi con kia. Một mình Thí An không, tôi bảo vệ con nổi mình ông nữa, thôi rồi chắc tiêu luôn quá. Giờ tôi đang kiếm cái cách gì đó để giúp cho ông đây. Vô bình thì ông không chịu. Mà giờ đưa ông chưa thoát đi không được. Lực ông yếu xìu thì sao đi được. Người ta yếu linh lực như đưa vô mình, người ta yếu hơn sao mình chịu không nổi. Cũng đúng. Sao đời ta, ông có cách nào không? Không có chuyện để từ từ tính. À, chuyện từ từ. Tôi sợ ông chưa chưa kịp đưa chưa thoát là thương má dứt ông gậu vậy chứ. Thôi bây giờ gì?
thì không có cách nào nữa chứ. Giờ thôi giờ tôi sẽ cúng kiến cho ông ăn ông hưởng đi, sao cho cố gắng có lực lại chứ sao giờ. Chắc có vậy thôi chịu không được. Mà ông quê quán ở đâu, nơi nào? Quê quán hay giờ đến là chỗ ở hả? Dạ ông nội. Quê quán không biết quê quán là chỗ ở hả nữa. Hay là bây giờ đánh quên luôn rồi. Đánh cái đầu đen cái mặt quên rồi. Ừ. Quên luôn hả? Quê quán. Ừ. Nơi không? Nhà cửa không? Hồi lúc còn sống á. Ở gần núi. Ở gần núi, núi nào? Núi có biển không? Núi có biển hả? Đâu ta? Có phải vậy? Hà Tiên hả? Giống ông Kiên Giang rồi. Đúng vậy. Núi có biển chứ. Ừ đúng rồi, Hà Tiên có núi có biển, mấy cái hòn đảo đâu hả? Hồi nãy ở Phú Quốc. Ông xem vô tới đây hay dữ hả? Dạ cho hơi vô đó. Vậy mà ông gặp ông ai đây bắt ông về đây? Ai đây bắt ông là bị tử thiên ma đó bắt ông hay là quỷ dương bắt ông hả? Thiên ma. Lính, mấy lính nó bắt vô. Ừ. Thôi vậy tính gọn như nè. Ông bây giờ hết đường rồi. Tại giờ số mạng ông đi. Bây giờ tôi sẽ cúng cho ông trái cây nhang khói nữa. Còn ông mà có bị nó ăn thịt hay không á thì đó tùy số mạng ông rồi, tôi không có biết được rồi. Không thể giúp được, tại bây giờ á tôi chỉ có hai cách thôi, một cách là đưa ông siêu thoát, hai đó là nhốt hòa bình. Mà đi siêu thoát thì ông đi không được. Thứ hai á thì ông lại chịu trong bình không nổi, tại vì lực cũng rất là yếu. Bây giờ ông chịu nào? Chịu ăn hưởng đồ cúng phải không? Còn có đỡ với miếng nào không? Thì theo số phận. Rồi bây giờ tôi sẽ tùy ý trong đó, rồi cho ông đi đâu đi đi. Ngồi tôi cúng đến nó hưởng. Già này cũng ngộ thôi chứ. Đã vậy rồi mà cái nhà vậy rồi mà không chỉ đi siêu thoát nó lộn không đi vô bình á. Phải đi vô bình nó mình cũng có thể giúp được đi. Tuy là nó hơi khó chịu, tại vì không có lực nó rất là khó chịu. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì cũng đỡ hơn là ở ngoài này. Biết đâu thiên ma của chúa đang rình gặp ông ta, canh được ông ta chụp tao ăn thịt rồi sao. Ok, thôi bây giờ cái nhảy, bây giờ mình sẽ cúng kiến cho ông ta thôi, giờ biết sao giờ. Hên xui hay tiền sẽ phần đi cái nhảy. Thì cô chú anh chị ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cúng kiến rồi cả nhà. Ây. Ông này nói chung lúc đầu thấy ghét, giờ này thấy rất là nghẹp mọi người. Bây giờ không còn đường ở đây luôn. Đi nơi khác á, thì sợ bị quỷ khác nó bắt. Còn ở đây thì thiên ma quỷ chúa nó gần gặp. Đi siêu thoát đi cũng không được. Mà đi vô hồ lô á thì lại bị sợ bị cái sức của hồ lô nó ép. Tội nghiệp quá ha. Tính ông già con số cũng mà nghĩ suy nghĩ cũng ác thiệt. Lúc còn sống bị trời đánh chết. Mà hôm trước bên đó cũng bị trời đánh nữa. Đúng là số này bị trời đánh thiệt. Hy vọng là ông ta sẽ có thể trải qua được kiếp nạn này và đi siêu thoát cả nhà. Ông ta mới nói hồi đêm hôm là đến tìm ông ta nó mà hai con nữa. Thiên ma quy chúa luôn. Thêm nhắc thêm mấy thằng đệ tử nữa.
Mà nghe nói ông ta đang quỷ rú đang lên kế hoạch giết mình nữa cả nhà. Ông già ơi, tôi cũng kiếm xong rồi ông già. Hồi ông vô ông hưởng đồ nghe ông già. Bây giờ tôi ở đây là ông sẽ bị dương khí tôi chèn ép á, là sẽ càng ngày yếu á. Giờ tôi ra ngoài á, ông vô ông hưởng nha.
là mình chạy thoát, mình theo, mình đã bị ăn thịt. Rồi mình còn đứng như được ta. Nó thật là mạnh. Qua bên kia gặp hai vợ chồng. Đây anh nghe thấy chú. Còn thì làm gì sắp hết luôn rồi thì nó bắt mình đi vào kia cũng nói chuyện thứ hai hai vợ chồng của hai chồng quấn què vô đau quá. Ngài với quỷ chúa tối nay có kiếm mình nữa không? Đưa đây là cái gì đây? Ăn hơi ngọt.
mới nghe một cái gầm nữa cả nhà, mới nghe tiếng sét gầm gần cái bên mình luôn, mình ngồi sau miếu. Ông già ơi, giờ ông già đi hưởng không? Ủa cái nhà bây giờ cái nhà xem có thấy ông già đi hưởng nhang đồ cúng không cả nhà? Mình đang ngồi ở phía sau, mình nghe tiếng sét đúng cái gầm kế một bên, mình giật mình chạy ra thì không thấy gì hết, mà không biết là nãy giờ ông già có đến hưởng nhang đồ cúng không nữa. Thì cái gì cái nhà hãy comment cho biết nha cả nhà. Thì về mình sẽ xem lại cái ông già có xuất hiện hưởng nhang đồ cúng không, tại vì mình cố tình mình để cho ông ta hưởng lâu xíu để cho cái linh lực ông ta mau hồi mọi người. Ông già ông có đây không, xuất hiện ngay. Ông già bây giờ đánh này, ông ta lúc còn sống bị cho đánh, mà hôm trước là nó bị đánh lần nữa, là hai lần rồi, mà nó làm cái gầm nữa lần thứ ba luôn, mà không biết là trúng ổng hay không, mà không biết có ổng đây hay không cũng quan trọng. Thì cái nhà thì mình kêu bây giờ ông ta không xuất hiện nữa, thôi bây giờ mình sẽ về mình xem lại cái đoạn này coi thế nào nha. Thì có gì cái nhà hãy comment với phòng bình luận nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều, cái nhà quý nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, like và comment ý kiến cái nhà với phòng bình luận nha. Chào mọi người, chúc mọi người vẻ hạnh phúc nha, bye bye cả nhà.